Kèm theo dõi tiếp tục đến bài số 5. Đầu tiên là thầy sẽ giải thích cái phần hình vẽ trước. Từ điểm A ở ngoài đường tròn tâm O bán kính R. Như vậy thì khi vẽ hình em phải vẽ đường tròn tâm O bán kính R trước như thế này. Sau đó em lấy điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ hai tiếp tuyến AM và AN thì tiếp tuyến sẽ vuông góc cái bán kính. AM vuông góc với OM, AN vuông góc với ON. Một đường thẳng đi qua A nhưng không đi qua điểm O. Cắt đường tròn tại hai điểm B và C sao cho B nằm giữa A và C. Đây chính là một cái đường thẳng này. Đi qua A nhưng không đi qua O, cắt đường tròn tại hai điểm B và C. Phải thỏa mãn B nằm giữa A và C. Thực ra đây chính là chúng ta đi kẻ cắt tuyến ABC với đường tròn. Phần thứ nhất là chứng minh tứ giác AMON nội tiếp. AMON. Tứ giác này thì em thấy có tổng hai góc đối diện bằng 180 độ, góc tại M và tại N này. Tứ giác này sẽ nội tiếp đường tròn đường kính AO. Phần này thì bạn nào cũng làm được. Ý thứ hai là chứng minh cho AM bình phương bằng AB nhân AC. Thì phần này chúng ta làm quá quen thuộc rồi, ta đi chứng minh hai tam giác đồng dạng, đó là tam giác AMB. Đồng dạng tam giác ACM. Phần C gọi Y là trung điểm của BC. Đây, BC đây có Y là trung điểm này. K là giao điểm của BC và MN. BC này giao với MN tại điểm K. Và yêu cầu là chứng minh cho AK nhân AI bằng AB nhân AC. Rồi, đấy là đầu tiên thầy giải thích cái phần hình vẽ nhé. Đối với bài này thì cái phần A là chứng minh tứ giác nội tiếp này thì thầy không giải nữa, bởi vì cái này quá đơn giản đối với các em rồi, không phải làm gì mất thời gian nhé. Mà thậm chí ở cái bài này thì phần B cũng là phần chúng ta làm rất là nhiều lần rồi. Và bây giờ làm phần B thôi. Bài số 5 này, chúng ta làm phần B này. Chứng minh AM bình phương bằng AB nhân AC. Rồi cái này cũng khỏi cần phải viết ra cái hàng tỉ số đó, bởi vì cái này ta quen rồi nhé. Thì em biết là đi chứng minh hai tam giác đồng dạng rồi. Đã là xét tam giác AMB và tam giác ACM. Có góc A1 là góc chung. Thứ hai là có cái góc M1 đây này. Và góc C1 bằng nhau. Góc M1 bằng góc C1 bằng một nửa số đo của cung MB. Đây là các góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung MB của đường tròn tâm O. Các góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
cùng chắn cung MB của đường tròn tâm O từ đây suy ra hai tam giác đồng dạng theo hợp góc tam giác AMB đồng dạng với tam giác ACM theo trường hợp góc góc, sau đó chia tỉ số AM này, chia ra AC bằng AB chia cho AM. Rồi, hai cái này là được rồi. Đây là AB chia AM, nhớ viết nhầm nhé. Rồi nhân chéo lên. AM nhân AM là AM bình phương bằng AB nhân AC. Đây là điều phải chứng minh. Bây giờ đến phần C. Phần C là chứng minh AK nhân AI bằng AB nhân AC. Ở cái phần này thì chúng ta sẽ dựa vào kết quả của phần B, bởi vì thấy ở đây có cái tích này AB nhân AC nó nằm ở kết quả phần B này. Đầu tiên thầy sẽ đi phân tích cách giải trước nhé. Thầy nháp trước. Theo như phần B thì chúng ta có là AM bình phương bằng AB nhân AC. Vậy thì từ đây chúng ta phải đi chứng minh cho AK nhân AI bằng AM bình phương. Rồi bây giờ em sẽ đi chuyển về tỉ số. AK này, ở đây sẽ là AI, ở đây là AM, đây cũng là AM. Ta phải chứng minh cho tam giác AMK, AMK đồng dạng với tam giác AIM. Tam giác AMK này đồng dạng tam giác AIM. Rồi như vậy bản chất đi chứng minh hai tam giác này đồng dạng. Thế bây giờ xét hai tam giác này làm thế nào để chứng minh đồng dạng thì em theo dõi để thầy phân tích cách làm. Thực ra bài này cũng đơn giản, không có gì khó cả, chúng ta đã làm rồi đấy. Thế nhất là hai tam giác này AMK này, AIM này vẫn là có góc A1 này là góc chung này. Thế bây giờ đề bài cho chúng ta cái điểm Y này là trung điểm của BC thì em sẽ có là OI vuông góc của BC, bởi vì đây là quan hệ giữa đường kính và dây cung. Khi OI vuông góc của BC thì em sẽ đi em chứng minh được cái tứ giác này AION, tứ giác này nội tiếp đường tròn, đường kính là AO, được chưa? Lại cộng thêm với kết quả của phần A là chúng ta chứng minh được tứ giác AMON nội tiếp. Vậy thì từ đó em sẽ suy ra 5 điểm AMION, 5 điểm này sẽ thuộc vào đường tròn đường kính là AO. Rồi nhá. Khi 5 điểm đó thuộc đường tròn đường kính AO thì em sẽ có hai góc này bằng nhau này. Góc đây. Góc Y chỗ này nhé, sẽ bằng góc đây ví dụ là N1 đi. Y bằng N1. Bởi vì hai góc nội tiếp cùng chắn cung AM của đường tròn đường kính AO nha. Em hình dung đây có một đường tròn đi qua 5 điểm này này. Đấy. Thế bây giờ chúng ta lại có là AM bằng AN, tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn tâm O thì tam giác AMN
là tam giác cân. Đấy, tam giác cân thì hai góc này sẽ bằng nhau. Góc N1 sẽ bằng góc M trên đây. Chưa? Thế như vậy theo tính chất bắc cầu em sẽ có được góc Y này sẽ bằng góc M tại chỗ này. Góc AMK. Từ đó em suy ra hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp góc góc. Ok nhá. Rồi bây giờ chúng ta trình bày lời giải theo ý tưởng đó. Rồi bây giờ đi trình bày lời giải này. Trước hết là em sẽ lý luận. Vì Y là trung điểm của BC. Cho nên em suy ra OY sẽ vuông góc của BC. Đây là mối quan hệ giữa đường kính và dây cung. Từ đây em suy ra góc AIO bằng 90 độ. Rồi bây giờ em xét tứ giác này. Xét tứ giác AION có. Xét tứ giác AION có tổng hai góc đối diện. Đó là góc AIO cộng với góc ANO bằng 90 độ cộng với 90 độ bằng 180 độ. Mà đây là tổng hai góc đối diện của tứ giác. Từ đây em suy ra tứ giác đó nội tiếp. Tứ giác AION nội tiếp đường tròn. Đường kính là AO. Mà theo như phần A chúng ta có tứ giác AMON. Mà tứ giác AMON cũng nội tiếp đường tròn đường kính AO. Đây là theo phần A. Như vậy từ hai ý này em sẽ suy ra được 5 điểm AMION cùng thuộc đường tròn. Đường kính AO. Thì khi đó em sẽ suy ra được góc Y ở chỗ này. Đây, góc Y1 đây này, Y chỗ này nhá. Góc Y1 bằng góc N1 bằng một nửa số đo của cung AM. Các góc nội tiếp cùng chắn cung AM. Ý này thầy ký hiệu đây là ý một sao này. Rồi bây giờ chúng ta đi ta xét đường tròn tâm O. Ta có AM bằng AN. Cái này là do tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. Thì từ đây em suy ra tam giác cân, tam giác AMN cân tại A. Khi tam giác cân tại A thì em đã suy ra được góc N1 này sẽ bằng với góc AMK. Đây là ý 2 sao. Từ 1 sao và 2 sao theo tính chất bắc cầu em suy ra được. Từ 1 sao và 2 sao em sẽ suy ra được góc Y1 bằng với góc AMK. Rồi.
Khi có cặp góc này rồi, chúng ta đi xét hai tam giác để đồng dạng là xong nhé. Xét tam giác AMK và tam giác AIM có góc A1 là góc chung. Và góc thứ hai là góc chúng ta vừa làm đấy. I1 này, góc I1 bằng với góc AMK. Từ đây suy ra hai tam giác đồng dạng, tam giác AMK đồng dạng với tam giác AIM theo trường hợp góc góc. Bây giờ em chia tỉ số. Chia tỉ số để chúng ta có cái biểu thức này. AM phần AI bằng AK phần AM. Sau đó nhân chéo lên, chúng ta có AM bình phương bằng AK nhân AI. Mà chúng ta lại có là AM bình phương bằng AB nhân AC. Cái này là theo phần B. Đây, theo tính chất bắc cầu em nối vào, em sẽ có được AK nhân AI bằng AB nhân AC. Đây chính là điều phải chứng minh. Như vậy ở đề này thì cái bài toán hình nói chung là nó không khó như những đề trước, toàn những phần cơ bản thôi, đúng không nhỉ? Hôm nay chúng ta kết thúc đề này tại đây. Hẹn gặp lại các em trong bài học lần sau.